Đó, các bạn thấy hình ảnh đi chuẩn bị đi giăng lưới nè, em của mình Xin đó. chào. Xin chào đó. Anh em của mình đi xuất hành giăng lưới nha các bạn. Giăng lưới ở giữa đồng. Ở giữa đồng nó có con kênh nhỏ các bạn, con kênh thoát nước để họ làm nông đó. Thì ở đây là xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Các bạn nhìn thấy ở trước mặt mình cái con kênh nhỏ ngang này, nó gọi là cái khu vực này nó gọi là bào biển. Còn có cái biệt danh gọi là kinh ngang, kinh bà sẩm đó. Bây giờ mình bắt đầu giăng lưới thôi nha các bạn. Đây đó, bây giờ em mình đã thả lưới. Đó, bây giờ mình thả lưới ngang cái con kênh này nè các bạn. Mình đón cá nhưng mà nước nó hơi chảy. Ở dưới này nó cũng có khá nhiều cây đấy, hay nhiều ha. Cây ạ. Cây đó. Thả lưới mình bữa nay mình thả lưới mà đón cá gì đây? Cá chốt. Cá chốt. Rô. Cá chốt, cá rô. Bóng Đó. Bóng cát. Đó, lưới đã thả xuống xong rồi nè các bạn. Đó. Đây. Mấy cái mẫu của nghiệp lưới đây. Đây. Mấy cái mảnh lưới. Mình thả mình đón. Nước bây giờ nó rút ra các bạn. Cây quá trời cây ta. Cái hồi gỡ phải cẩn thận thôi, bạch lưới hết. Cá bút cát hay lắm, bữa này bút cát. Ừ, hy vọng là có nhiều cá để coi nha các bạn. Hai lần trước mình đi là hẻo hết rồi đó. Hai lần cầm máy đi, ra đâu. Ừ. Đó, mình phải đi xuống dưới sông gì để trực tiếp gì nó mới hấp dẫn chứ. Cánh đồng quê mà. Ừ, chứ đứng trên bờ quay gì. Thấy nó nóng nóng gì chứ xuống sông nó cũng lạnh lạnh đó các bạn. Mình thả lưới nè. Đó, mình thả lưới xong rồi mình còn phải chờ. Anh để ý mấy cái chỗ cứng cứng này, cá lao kiến nó hay làm hang lắm. Có ăn kiến luôn. Mấy cái chốt cái cát cho mình khô tiêu coi. Khô tiêu thử coi nó như thế nào. Quê mà. Ăn coi nó ngon không. Wow, sâu đó, khúc này sâu đó. Lưới này bao nhiêu mét vậy nha? 100 mét rồi. 100 mét. Mình thả cái tay lưới này 100 mét nha các bạn. 100 mét. Rồi cái thao đựng lưới. Rồi thả lưới xuống xuống nước. Cá bây giờ đó thì cũng đi theo tùy theo con nước đúng không? Có nhiều con nước nó đâu có con nào đâu. Đúng rồi. Lưới này mấy phân? 6 phân hả? À? 3 phân. 3 phân. Ok, bữa nay bóng cát với cá chốt. Bữa nay mình bữa mình bủa lưới 3 phân các bạn. Lưới này thì cá chốt, cá bóng cát, cá rô. Còn mình bữa lưới dày quá, mấy con cá này nó nhỏ quá thì nó lọt lưới hết, nó không dính được đâu. À, nhỏ quá anh đi, xét còn nhỏ quá cái. Wow, chết rồi. Bữa nay nó chảy quá trời vậy ta, không nữa.
Bây giờ có chiếc vỏ lãi nó đi vô các bạn. Mình thấy tránh đường cho nó qua không thôi nó dướng lưới rồi. Đây một cái hình ảnh vỏ lãi chạy qua. Dỡ qua rồi, tiếp tục chăng à. Ở đây là con kênh họ vận chuyển, con kênh đưa nước vô hai bên ruộng và vận chuyển một số lúa, trồng dưa, trồng này trồng kia đó. Thật là cần có con kênh này để thuận tiện vận chuyển các bạn. Miền quê là gì đó. Đó. À. Tiếp tục. Tiếp tục cuộc hành trình. Đó. Và khúc này có cá nha. Khúc này ngon á. Bóng à. Bóng bóng này ngon á. Hy vọng là bữa nay sẽ có nhiều cá để quay lên cho các bạn coi. Thấy gì chứ mình nói mình về đây nó nóng nóng như chứ xuống nước một chút lạnh các bạn. Chứ không phải giỡn đâu, cái cơ thể mình nó thích ứng nhanh lắm. Nó chỉ cần nóng chút là nó phải thích ứng theo nóng, mà lạnh chút là nó thích ứng theo lạnh. Bây giờ là rung luôn á. Mà lên mà gió thổi hồi là quýu luôn á. Không giỡn đâu. Này. Bạn thấy nghe mình thả lưới chuyên nghiệp không? Đó, thả lưới chuyên nghiệp như vậy mới được, gặp mình là bỏ tay. Cái này dùng xong cây thì lần lần nó có cây dữ. Thì mấy người cứ chặt rồi không chịu bỏ đống ở trên, cứ quăng đại xuống thì nó cứ chảy xuống, càng ngày nó càng nhiều. Chỗ nào nó dướng lại, dướng dữ lắm. Nó như vậy nè, nó cứ trôi ra, nó dướng. Lúc mà nó còn lá thì nó trôi được, rụng hết lá thì hết trôi rồi. Đây là hình ảnh con chuồn chuồn. Đó, con chuồn chuồn, nó đang bay bên mình ngoài nào đó. Đây là hình ảnh con chuồn chuồn này các bạn, con chuồn chuồn tuổi thơ. Đó, thấy chưa? Nó cứ đậu gần dưới mé nước thôi. Cái nào gần gần dưới nước là đậu. Rồi. Sắp hết 100 mét lưới rồi. Lục bình. Nhưng mà mình nghĩ cái con kênh này nó sẽ có nhiều cá lắm đó. Mà có đúng ngày nó đi hay không thôi. Sắp hết rồi. Bây giờ sắp hết lưới rồi các bạn. Sắp hết lưới. Sắp hết lưới rồi. Cái này ngon rồi. Này ngon nha. Cá to à. Ừ, ngon đó. Có tiêu một bữa. Có đá một bữa kìa. Họ tìm chỗ đi lên nè. Tìm chỗ đi lên mới quan trọng nè. Bây giờ sắp hết lưới. Wow, cái khúc này đã quá vậy. Bóng quá hả? Khúc này bóng á. Sắp hết lưới rồi. Nóng cái thằng này xuống nước nữa không? Hồi nó nóng máy. Rồi hết lưới bạn ơi. Rồi hết lưới rồi. Sửa sang bên chơi. Rồi bây giờ mình buộc lưới vô trong đầu này. Khoảng 1 tiếng là mình kéo. Rồi bây giờ anh đi ra trước cái buộc cái nhốt anh lại trong này luôn. Khoảng 1 tiếng đồng hồ các bạn. Tiếng là mình sẽ dỡ lưới lên. Sẽ dỡ lưới lên. Coi nó có gì. Bây giờ mình đi kiếm túc
mình đi kiếm cái tiếp mục khác. À, bây giờ là buộc lưới vô một cái đầu cây nào đó. Trời ơi, mấy con lau kiến nó làm hang quá trời, hang này bỏ rồi. Bây giờ cá lau kiến ở đây nó làm hang rất là nhiều các bạn. Mình kết thúc mình lên mình kiếm một cái thau mình bỏ lại đi. Chút mình kéo ngược nước đi lên hả? Ok, chút nữa mình kéo ngược nước này đi lên các bạn. Lên. Nè các bạn, ở dưới cái dũng này nó có mấy con cá rô con nè. Giờ anh em mình nó xúc thử coi nó sao. Xúc mấy con cá rô này nước mà đem vô mà đổ trong giường. Thì thường ở đây họ hay xúc mấy cá rô này đem vô đổ trong giường của mình, nhưng mà nó ở được con nào thì ở. Đây nè, nó dưới này đó, thấy không? Đó, đó. Có. Đây. Cái này là cá lòng tông. Ừ. Đó, đây nè, là cá sặc. Đó. Cá lòng tông, cá sặc. Mấy con cá rô non vô thả vô giường. Ừ. Được mấy cá con này về ăn không có được đâu các bạn, thả vô vườn. Trời. Ui, mấy cá lòng tông này khoan đã lắm, ngon miền lắm. Con này con xả hết có cái. Mình có hổm là thấy ở bên bển luôn. Quá trời luôn. Không, quay bún chú Năm đi kìa. Bún liêm á, bún liêm hồi bún xúc quá. Mà nước nó phải cạn mới được. Không, cái con của nó có ngủ mà xúc cái đôi nè. Nè. Ồ. Cái gô non nè các bạn. Ốc này, ốc bông vàng thì khỏi nói luôn. Để gỗ một lụm chết luôn. Đó, đây là cái gô non rồi đó. Lúc đem về thả với ao nuôi. Đây, cái gô này thấy chưa? Hai con luôn. Đó, đó cái gô non đó. Lên trên hết. Đây con này. Ủa, nó bự rồi nha. Cái con này bự à. Đó, thấy chưa? Đụm cá lòng tông đó. Cá lòng tông nó ngon lắm. Này trứng nè. Cái cá lòng tông ở trên ruộng này thì ăn hết sảy luôn. Mềm. Béo. Cái hồ nó ở đây nè. Coi chừng nó nấp ở trong đó đó. Bắt thích. Thường thường nó chui chui vô mấy cái cục. Cái ngô nó thích chui vô mấy cái cục. Thấy không? Đây nè. Trốn này nè. Trốn rồi đó, trốn đó. Đó, thấy chưa? Cái ngô trốn. À, thấy chưa? Nó trốn hay lắm đó. Cái ngô trốn rất rất là hay luôn. Nó làm đủ hoa khô rồi đó. Đó, hoa khô đó. Ăn còn đi. Cái xả. Nè, à, thấy không? Wow, 4 con luôn. À, nó trốn cái góc đó nãy ha. Trốn á. À, thấy cái dũng chút xíu vậy các bạn thấy không? Lắm. À, cái dũng chút xíu gì á mà là có cả chục con cá rô ở dưới này nè, đó. Nè. Trời ơi. Trốn rồi á. Cái dũng chút xíu rồi đó. Nó ột quá. Thấy nó ột. Nó chạy ra đây nè. Bắt đầu nó chạy lên đây đó. Nghe là họ dùng mấy cái gỗ này họ mới bắt được nó nhiều. Đó. Thấy không? Này nè, hai ba con rồi. Chạy lại đây gối ghen luôn. Đó là nãy thấy nó ụp ụp là nó đó. Vậy trên chục con ơi. Trời lượm, đó, lượm. Để đây. Để đây lượm. Đó thấy không? Chưa chân lại trên chục con rồi. Quăng rồi thấy không? Lượm luôn. Tóm. Ờ thứ 8. Đó ăn đây rồi. Nhóc cho nó ra bẻ đi. Bây giờ giăng lưới không? Có không có chưa biết chứ lượm.
Ờ, sốt trên 10 con rồi thêm bớt. Sốt rồi. Đó, thấy chưa? Có cái dũng này thôi đó. Hồi nãy có con bự lắm. Bự nè. Đó, cá bự kìa đó. Đây là thêm 8 mà ra bẻ ớt. Đó, thêm 8, ra bẻ ớt. Bẻ ớt, bẻ ớt, bẻ ớt, không bán nha. Người đẹp của khu kênh Bà Sẩm. Ờ. Qua bún lên đi, giờ hết rồi, cái này hết rồi. Bây giờ trong thời gian anh em mình chà kéo lưới thì mình đi xúc cá rô các bạn. Xúc cá rô. À, đi xúc cá rô. Đó. Bao nhiêu là sống rồi đó. Xúc cá mà đi dính cua các bạn. Cá chê xúc xúc nó luôn. Lấm bỏ cua. Dính cua luôn rồi đó nghe các bạn ơi. Lấm cua bỏ vô đây. Đó. Tép rung luôn. Lấm hết. Đó. Đấy, thấy có cái chê như này nè. Cái chê nhỏ nhỏ. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái mình xúc là nó cậy. Cái mình xúc hoài biết rồi đó. Nó kinh nghiệm đây, luôn á. Đây con cua nè. Cua nữa các bạn ơi. Cua cá. Ừ. Dễ kiếm sống cái miền Tây. Dễ sống lắm. Dễ sống lắm. Đây là lần đầu tiên mình đi bắt có cá rồi đó. Nó chạy núp vô mấy cái dấu rồi. Nó núp lại vô mấy cái dấu mà đảo nó không dính đâu. Con nào mới xúc à? Con nào mới xúc à? Con bún này cá dữ lắm luôn. Trả nó đây. Coi còn cái bún này nữa không này. Thường ở mấy cái vũng nước này các bạn thì mình phải chờ nắng 3-4 ngày là hữu hiệu nhất, nước nó rút cá nó sẽ gom xuống dưới này mình dễ bắt. Còn không thôi nó nước nhiều quá nó chạy vòng ở trong mấy cái hộc đó, nó không có gom xuống cái những cái bún giống như vậy. Bởi vì bây giờ mới dứt mưa có một ngày à. Cái bún này xả nước thì mới có bún thôi. Chứ còn mà có những chỗ á các bạn. Nó rất là đầy, bởi vì mình hơi khó bắt. Mình chỉ được một chỗ này với chỗ bên kia thôi. À, nắng khoảng 2-3 ngày nữa thì nó mới được nhiều các bạn. Họ đi bắt cá, người ở miền Tây họ đi bắt cá là vậy. Chờ nước nó rút xuống, nắng vài ngày nước nó rút xuống, cá nó gom xuống những cái chủng nước giống gì. Thì họ mới dùng gỗ họ đi xúc hoặc là tay mò. Đó. Nhưng mà cái bún này sáng mình ra đáng lẽ nó phải có cá, nhưng mà có người đã đi xúc trước rồi. Bởi vì nó hết rồi. Còn đi bắt những con cá giống như vậy. Con cá nào về bự thì mình ăn, còn con cá nào nhỏ mình thả xuống ao để cho nó lớn. À, các bạn nhìn thấy miền Tây đã không? Ở giữa cánh đồng cũng mắc cái võng để sẵn. À, khi làm dãy làm ruộng đồ mệt quá đi vô với cái vườn xài này có cái võng để nằm nghỉ các bạn. Ở đầu này có một cái, đầu đằng kia có một cái các bạn. À. Để khi có cái võng làm mệt lên đây nằm, hay là buổi trưa nắng quá lên đây nằm nó cũng hay lắm chứ. Ý tưởng này rất là hay. À, các bạn thân mến, bây giờ sau 2 tiếng đồng hồ hai anh em mình ra thăm lưới. Đây bây giờ hồi nãy mình định để 1 tiếng thôi, nhưng mà em mình nói để khoảng 2 tiếng đi ra thăm luôn. Thì bây giờ hai anh em mình đi cuốn lưới. À, bây giờ thằng em mình nó đi trước đó, nó chuẩn bị nhảy xuống bờ kinh để thăm lưới, còn mình thì đi sau. Đó, cái số cá hồi nãy mình bắt đó các bạn, là mình đợi lâu quá mình sợ nó chết, cá non mà mình thả hết rồi. Bây giờ anh em mình bắt đầu xuống kinh thăm lưới. Đây là đồ nghề đây, chuẩn bị chừa một cái lỗ đây để cá vô. À. Cá nè. Cái vỏ mũ mình bên lại mình chừa một lỗ. Bây giờ là bước xuống thôi. Bước xuống bờ kinh. Để coi mình đi mình có mình có té hay không. Cũng còn ngon lắm, chưa té được.
đây nó có những cái rễ cây các bạn, nhưng mà không cẩn thận cái rễ cây này nó đứt cho nó cũng đưa mình xuống sông. Bây giờ đi xuống bờ kinh rồi đó. Đó, xuống bờ kinh rồi. Lại tìm cái đầu lưới. Này em mình nó bỏ cái thau đỏ đỏ ở đây, nó vẫn còn ở đây. Bắt đầu thăm lưới nha các bạn. Gác quá. Để thăm lưới coi có con nào phải không. Gác quá gác. Ồ gác quá rồi. Quá trời gác rồi, vũ vũ nó luôn đi. Rồi về nữa nó khô nó dính lại khó vũ. Rồi xương khô nó dễ hơn. Chưa thấy con nào hết. Không im rồi. Không im rồi. Chưa thấy cá các bạn ơi. Không im rồi. Cây. Đây, một con cá đây. Đây. Cá gì đây? Cá dảnh đó phải không? Cá dảnh con các bạn. Đây là con cá dảnh con. Đây. Đây, cá dảnh bự các bạn. Đây. Vậy là bữa nay mình giăng lưới có cá rồi. Đó, thấy chưa? Cá dảnh. Vậy là mình đem đi thao luôn, đi nhà gỡ. Vô nhà gỡ các bạn. Đây, một con cá rô. Đây là cá rô. Đây. Đó đã. Thấy rồi. Chưa? Đó, bữa nay là có cá rồi. Chuyến này là giăng lưới có cá rồi nha. Ít nhiều gì mình cũng có mấy con rồi đó. Có cái nào mình thử được. Đi sát sát trong chút được. Bây giờ có cá rồi. Ít nhiều gì cũng có cá. Không có cát à. Ừ. Cái khúc này ngon vậy mà Thành ra sẽ bố cát nhiều lắm mà sao ra không có. Khúc này ngon vậy mà không thấy cá ha. Ủa, khúc này im thiệt á mà không thấy cá các bạn. Khúc này đáng lẽ là phải nhiều cá mới đúng chứ. Thấy ngon chưa chắc là nó ngon. Quá cay luôn. Con trà. Thua rồi, thua trong sông giống luôn. Thua rồi. Thua. Trong sông giống cá còn nhiều hơn ngoài này. Ừ, ở ngoài này không có cá rồi các bạn ơi. Nhưng mà ít nhất cũng dính được mấy con. Mấy lần kia mình đi giăng thì chết quốc. Biết đâu ở gần đầu đó nó có con mới sao. Không đặng có. Con dài mà. Con dài. Sâu đấy. Sâu đấy. Nước cũng không có mà. Dở thiệt. Nước này đáng lẽ ngon ha. Nhìn thấy nước ngon mà không có cá. Nước này anh em mình tưởng nó vô mánh rồi nhưng mà không ngờ cũng không có cá đó các bạn. Chúng mình vô mánh rồi. Đây có cá chốt đây. Đây, cá chốt giấy đúng không? Chốt giấy nè. À, để mình quay cái hình thù cá chốt giấy nó như thế nào. Cá chốt giấy nó có sọc sọc các sọc bạn. Đó. Đây là cá chốt giấy. Đây còn nữa. Chốt giấy. À, cẩn thận nha, cá chốt này nó có gai nha các bạn. Đây, đây một con chốt giấy nữa nè. Đây con chốt giấy nữa nè. Điều là ít nhất cũng có cá thu hoạch rồi. Tiếp tục phát huy. Giăng lưới. Về quê giăng lưới kiếm cá ăn. Không có bóng cát luôn. Không thấy con bóng cát nào hết mà. Đây. Con cá này cá rầm. Cá rầm mà. Ừ, cá rầm cũng cá rầm. Cá rầm mình thấy cũng lạ lắm. Cá rầm nó cũng giống như cá gì? Giống cá dảnh luôn không phải? Giống như cá dảnh. Cá rầm.
dòng họ của cá dảnh mà nó không phải cá dảnh à, nếu mà mình thì mình chứ cho nó là cá dảnh đó. Quá dở rồi, quá dở rồi, thua con sông trống rồi, thua cái sông chiếc nhà rồi. Trời ơi, cái con chúa, trời ơi con cá rô chúa các bạn ơi. Trời ơi, dính cá rô chúa luôn. Cá rô quá trời, cá rô rồi. Trời ơi, cá rô này trời ơi, nhưng mà cá rô này cái đầu nó con quá trời luôn. Quá trời cá rô. Cá rô quá trời, cá rô này nó không mập các bạn. Trời ơi, cá rô. Cá rô nè, hết biết rồi. Cá rô quá trời cá rô rồi. Có đụng luôn. Dữ quá dữ, bữa nay con cá bự rồi đó. Quá dữ. À, để coi có con nào nữa không. Có dữ luôn. Có thì làm gì khỏi, đây đẳng một xe lắm mà. Một xe. Thì ít nhất cũng có cá rồi đó. Đây là cảnh cuốn lưới. Thì cuốn lên cây. Dính một cái cây. Quá dữ luôn. Cái khúc này cây dữ á. Không, khúc này cây dữ. Đây một con cá nữa đây. Đây con cá gầm. Cá gầm luôn. Trứng nha, nhỏ lẫn bụng từ lần. Con cá nào nữa không các bạn. Giờ gỡ cây. Không dính cái lóc cái chơi gì nghe ta. Nó phải có mới được á. Kinh là nhiều lắm mà. Đây một cái đây, rô đây. Cây chú cá rô. Quá dữ luôn. À, nhưng mà ngon à. Ngon à. Đây một con cá nữa đây. Cái này cá rầm hay cái gì đây? Cá he. Cá he. À. Đây một con cá rô nữa đây. Đây còn một chú cá rô nữa các bạn. Quá dữ. Ít nhất là cũng có một mớ. Vô kho tiêu được rồi. Quá cây có lại giống như là đúng là cá dính. Ủa? Nhưng mà nước này hết rồi. Nước này cũng ngon quá mà. Ngon quá. Hả? Ngon, chạy qua nhà lại dính dữ lắm nữa. Ủa? Đây con cá rô bự nữa đây. Đây con cá rô bự. Nhiều lúc cá nó không đi á. Nhiều lúc cá nó không đi mình cũng tiêu. Cá nó phải đi. Cá rô các bạn thấy không? Đó. Cái cá rô này vô kho là ngon lắm. Dễ ăn không? Dễ ăn. Nó phải đi mới được, nó không đi cũng vô dụng. Giăng lưới rồi các bạn, cá mà nó không chịu di chuyển thì mình giăng nó không dính đâu. Muốn cát nhiều lắm rồi. Ở đâu nó nằm ở đó thì kể như mình giăng mình không bao giờ dính được con cá nào đâu. Đây, còn cái chút giấy. Còn chút giấy nữa đây. Dễ chưa, chút giấy. Cá bây giờ thì nó cũng hiếm đi nhiều rồi các bạn. Bắt quá bắt. À, đánh bắt quá mức. Thì nhưng mà dân bây giờ có là cũng may mắn lắm rồi. Nó cũng tùy theo con nước. Thì con nước cá đi thì mình giăng nó được nhiều. Còn cái bây giờ mà ngay không
không ngay con nước cá nó đi thì mình dân nó không có con nào luôn đó các bạn. Vậy tự lượng cá nó ít thì nó sẽ xảy ra tình trạng như vậy thôi. Còn cá lượng cá nó nhiều, không ngay con nước nó đi mình cũng dân được dính được chút đỉnh. Nhưng mà bây giờ thì không có đâu nha các bạn. Không ngay nhiều nhưng mà đó nữa đâu. Rồi nó không còn nhiều nữa. Đánh bắt quá mức rồi. Xịt quá xịt. À, cái nạn xịt đó, xịt cá nó làm ảnh hưởng lớn lắm. Tại vì cái dòng điện mà để xuống đi thì những con cá lớn nó nổi lên, nhưng mà cái con cá nhỏ nó chết. Nó quá cũng xịt. Nó chết ở trong cái dòng bán kính của cái dòng điện đó. Bởi vì các bạn cũng lưu ý là cái người nước ngoài á, khi mà họ xem video tải lên này. Đây cá lóc con. Rồi nó lỡ chết rồi, nếu mà nó không chết thì chắc mình thả nó đi các bạn. Cái người nước ngoài họ xem á, video á, mà họ thấy xịt cá thì họ không bao giờ vô xem. Họ không có xem tiếp tục đâu. Tại vì cái đó họ không khuyến khích. Rồi sắp kết thúc rồi đó các bạn ơi. Rồi sắp tới đầu lưới rồi, ở đây là đầu lưới rồi. Hết rồi. Thu hoạch nó không được nhiều. Hết cơ hội rồi. Bữa nay thu hoạch được mấy con. Nhưng mà ít cái nhất cũng thì... đúng ra là nó phải dính dữ lắm, mới cái chỗ này nó nổi lên nên là không có cá. Nó không có cá các bạn ơi. Đây nè. Một con cá lau kiếm. Một cuối con lau kiếm con mà thả nó đi. Thả nó đi. Cho nó sống đi. Cho nó gì? Thiên nhiên. Đi đi mày. Rồi kết thúc. Rồi kết thúc. Rồi một buổi thăm lưới của hai anh em mình đến đây mình xin kết thúc. Hẹn gặp các bạn lại video lần sau. Rồi. Bây giờ đi về thôi, lát được. Đây, hai em mình gỡ cá nè các bạn. Đó, bây giờ mình gỡ cá ra đủ nấu chua rồi đó. Ý đủ kho tiêu rồi đó. Bây giờ con cá này nó rất là nhỏ nhưng mà bây giờ nó chết rồi, bắt buộc mình phải bắt nó làm thịt luôn thôi. Chứ mấy cá này là phải thả đó. Bây giờ kiếm cá nó cũng khó khăn lắm. Đây là cá rô. Cá rô đây. Dở ra. Nói chung là cũng tạm kho được một nồi cá kho. Ăn được một bữa. Một bữa các bạn. Chứ mà cái mà gỡ lưới này phải phê các bạn. Giăng thì không sợ mà dính nó dính nhiều hơn nữa là gỡ chết luôn. Hai chú nó ngô cái mùa này nó không à. Cá ngô con. Cá ngô này thấy gì chứ béo nè. Cá ngô đồng mùa nè. Có đẻ ra thì nó vàng thịt. Ừ. Cá ngô mà cái đầu nhỏ nhỏ đó đó. Cá ngô là mập cái luôn. Ừ. Cá ngô mà nó ngắn ngắn vậy nè các bạn. Còn cá ngô này mới là cá ngô đồng nó mới ngon. Ừ. Còn cá ngô bên đây cái thịt nó cứng lắm đó. Cá ngô này chắc cá ngô nuôi phải gì? Nuôi ra. À, nuôi nó thoát ra rồi các bạn. Cá ngô này nó gọi là cá ngô đồng vuông đúng không? Đúng rồi. Các bạn nhìn thấy phân biệt giữa con cá rô đồng và con cá rô đầu vuông nó khác biệt ở này. Con cá đồng nè. Ừ. Đây. Cá đồng nữa này các bạn. Đây. Con cá đồng á, cái người nó ngắn, cái bề bản nó bự. Và cái đầu nó nhỏ xíu rồi. Nó ú nu à. Các bạn nhìn thấy nó ú nu à. Đây một con cá này, con cá nu sự như này nó sực hầm nó ra. Đấy. Đây là cá nuôi đó các bạn. Đây. Nó thoát hầm nó ra đó. Cái đầu nó trời giờ, cái đầu vuông đó, kêu một cái gỗ đầu vuông đó. Các bạn. Người nó dài lắm. Cá này quá trời nha, ốm nha. Cá nuôi. Mà nó giữ thằng giống hệt cá lóc à. Hả? Cá này nó dài đòn. Mà nó ốm nhìn giống cá lóc. Nó giống cá rô nữa. Chứ con cá rô đồng mà nó bự cả đó là nó bề ngang nó bự vậy nào nó cũng à, nó ú nu à. Cá nào lấy nó ú nu à. Cái giống cá rô này á. Cái đầu nó trời giờ. Đây. Cá rô các bạn nhìn thấy cá rô nuôi nữa thoát hầm nó ra cái đầu nó trời giờ à. Đó.
Khoảng từ giờ thấy không? Người nó rất là dài, nó không có ngắn như giống như cái rô đồng ở đây các bạn. Đây, một cá chốt đây. Cá nằm. Giờ coi thử cái cá chốt giấy như thế nào. Đây. Đây là cá chốt đây này, nó có gai. Cẩn thận. Nữa là phải cẩn thận, để gai nó trước. Gai phải để cẩn thận được. Nó nằm nó nhất cái chết. Cá thiên nhiên bây giờ khó tìm lắm các bạn. Bây giờ là cá nuôi thì nhiều, cá thiên nhiên thì ít. Chụp giấy. Cái người nó sập sập các bạn. Chụp giấy cái người nó sập. Đây. Sập. Đó, đây là chụp giấy. Đó một con nữa. Cái này bữa nay văng ở trong sông này kiếm cả mấy chục. À, chụp giấy là trong sông nó nhiều hơn. Nó văng trong sông này. Trong cái này mở cá mà quay tin vô chơi vậy hả? Quay dạ. Chơi vậy đó. Vui mà. Có đâu chú ơi, ít xỉu à. Mấy con. Ít hả? Ở ngoài này kia có mấy con à? Ờ. Có nhiều. Cái này phải chờ con nước làm sao? Ờ. Trong sông này thấy nhiều hơn nè. Quăng dân chút xíu kéo mà cả chục ngoài con. Vậy đó, mà tao phải đó. Cái đầu, cái rô này, cái rô nuôi, cái rô đầu vuông, từ giờ lớn nhất. Đói. Đó là đố. Cái đậu dương đó. Cá thử. Chút giấy. Thất trận rồi. Đây còn cái này có rô đồng nè, nó mập. Rô đồng. Rồi. Giờ mới biết à. Hồi nãy mình xúc cũng được mười mấy con mình thả đó. Ừ, nó xúc nhiều quá. À, nãy xúc trong cái dũng kia lại lại. Dũng nó nhiều lắm, gặm cá dữ vậy. Ừ. Hồi nãy mình xúc cũng có mấy con bự bự gì. Đây, một em dẫn. Cái dẫn.